Xong chân đạt chào tất cả quý anh em nha. Nay về được một ít cái cao su gác chân trước GN5 ha. Về một ít cao su gác chân trước GN5 made in Thái Lan. Đây. Đó. Thì cái này là hàng zin của rim Thái nha anh em. Hàng zin của rim Thái, quay Thái này kia là đều gắn chung rồi hết á. Nói chung là cao su này thì nó phổ biến lắm và nó gắn được nhiều xe lắm anh em. Thậm chí là anh em đi những cái xe khác như là Cúp 67 hay là những xe như là dạng như là Elegant, Suzuki này kia là chúng ta cũng thể gắn được luôn. Nói chung là nó rất là phổ thông và nó dễ sử dụng nha. Cái này thì gần như là xe nào ta gắn được hết á. Nó là cái mã của nó là GN5 nha anh em. Cao su gác chân GN5. Nếu mà nói về cái này thì chỉ có một từ thôi anh em. Ngon. Ngon trong tầm giá nha. Ngon trong tầm giá có nghĩa là nếu anh em bỏ một cái số tiền ra là 100 ngàn cho một cặp thì cái giá tiền nó rất là xứng đáng nha anh em. Rất là xứng đáng so với lại cái số tiền chúng ta bỏ ra để có là một cái cặp gác chân như vậy. Thì tại sao? Đây mình sẽ mở ra cho anh em coi luôn ha. Cái bọc thì nó cũng chỉ là cái bọc thôi. Rồi tem Honda. Đó, một cục là có một bọc như vậy nha. Thì cái này là 100 ngàn một cặp nha. Anh em nào có muốn thì mình liên hệ mình mua. Cái này thì mình bỏ sỉ dữ lắm. Nhiều anh em mua sỉ lắm thì giá rất là tốt luôn. Mua sỉ thì giá rất là tốt. Đó. Anh em nào muốn mua sỉ về trên trên 5 cặp là đã có giá sỉ rồi nha anh em. Trên 5 cặp là đã có giá sỉ rồi nha. Đây. Thì cái cao su này anh em sẽ nhìn ở phía trước của nó này. Cái màu đen của nó cực kỳ bóng luôn. Anh em thấy nó bóng không? Mình lấy thêm một cái nữa đi. Nói chung là nó rất là bóng luôn anh em, rất là đẹp. Cái cao su này thì anh em hình dung là nó chỗ nào rồi ha? Nó ở cái gác chân trước của mình, cao su gác chân trước của Rimway nha anh em. Cái này thì nhiều xe sử dụng được. Đây. Cái đầu tiên khi anh em nhìn vào anh em sẽ thấy là cái cặp cao su này nó rất là bóng luôn. Đó, nó bóng chứ nó không mờ như những cái cao su hàng chợ. Nó cực kỳ bóng nha. Có nghĩa là cao su nó càng cao cấp thì cái nhựa đen này nó càng bóng. Đó, giống như ruột xe anh em thấy không? Nó chỉ bóng ít thôi. Đó, nhưng mà lên tới cái này nó bóng rất là ghê này, nó rất là bóng luôn. Nghĩa là cao su của nó rất là tốt, giống như là cái cao su của cái tay nắm xe vậy á. Đây, mình sẽ lấy một cái cho anh em coi nha. Đây này, cao su của bao tay rim Thái quay Thái này. Nó rất là bóng luôn. Đây, cao su Thái anh em. Anh em thấy không? Nó rất là bóng nha. Nó không giống như cao su Việt, anh em không tin anh em cứ thử lấy clip anh em quay đi, cái này nó không bóng được như vậy đâu. Tại vì nó là hàng Việt Nam thì nó sẽ không bằng đâu. Anh em thấy không? Cái bộ này là nó hàng cao su Thái nha, cho nên rất là bóng và rất là mềm luôn. Như là cái này nó mềm này, ha. Đó, cực kỳ mềm dẻo luôn, rất là đã nha, sử dụng rất là sướng. Bấm tay cực kỳ chắc và êm. Thì cái này là bao tay quay Thái này. Rồi trở lại với cặp cao su nha. Anh em thấy nó bóng ha, nó bóng rất là đẹp. Mặc dù cái cao su này là cao su dày nha, cao su cực kỳ dày dặn luôn. Đây, tuy nhiên là anh em nhìn cái độ êm này. Đấy, anh em thấy nó êm không? Này. Êm không? Đó. Em thấy chưa? Ấn nhẹ thôi nha. Này, bóp tay nhẹ thôi này. Còn bóp mạnh thì thôi. Nói chung là nó êm lắm. Nó rất là êm luôn. Rất là phù hợp với các anh em chúng ta muốn cái sự êm chân nha. Nhiều cái xe anh em, cái này nó chai đó, cái hàng rẻ tiền đó nha. Nó chai rồi cho nên là anh em ngồi lên á để kê chân một thời gian cái nó cứng lại. Kê rất là đau chân luôn, rất là rung. Cái này thì nó sẽ giảm rung chân cho anh em này, đi đường xa nó đỡ mỏi chân này, cũng như là anh em gác chân nó rất là êm ha. Thì cái này nó là cao su zin nha anh em, cho nên là anh em để ý nếu những cao su zin thế bây giờ nó vẫn còn rất là êm, tuy nhiên là nó sẽ bị rát, nó bị lủng, nó bị rát thôi. Ví dụ nó bị rát lủng cái đầu này hoặc là nó bị rát đứt đôi ngay đây đấy. Còn thực ra là cao su zin đến bây giờ nó vẫn rất là êm nha, nó không có bị chai như cao su Trung Quốc đâu. Đấy, thì cái này giá của nó là 100 ngàn một cặp nha anh em nào lấy sỉ liên hệ với mình nha. Cái này có giá sỉ cho anh em luôn. À đúng rồi, quên, nãy giờ quên nói. Ở dưới này cao su zin cho nên ở dưới này nó sẽ có luôn chữ Made in Thái Lan này. Đây. Anh em thấy không? Chữ Made in Thái Lan này. Đấy, rất là ok nha. Thì anh em nào chúng ta có nhu cầu thì liên hệ với mình. Cao su zin. Đó, sẽ có chữ Made in Thái Lan luôn. Rất là êm ha. Rất là đẹp. Này anh em thấy rõ không? Thấy rõ chữ Made in Thái Lan không? Đó, khẳng định thương hiệu luôn nha. Rồi ok, đây có mã số đó này. Còn cục cao su thôi nhưng mà họ làm rất chi tiết luôn. Mã số này, đục lỗ này. Này là chấm kim để làm gì không biết nữa. Nói chung là êm, cực kỳ êm. Nói chung nói đi nói lại thì nói về cái độ êm và cái độ bền thôi em.
Êm, rất êm và rất là bền, cũng như là xài lâu không bị chai là cái ưu điểm lớn của nó. 100 ngàn một cặp nha anh em, là chúng ta chơi đi qua có thể mua về gắn hoặc là các dòng xe khác cũng gắn được. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều, hẹn gặp anh em vào những video tiếp theo nha.